cái nguồn nước của mình thì có hai cái nguồn nước chính là nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm. Thì hiện nay thì cả hai nguồn nước này đang có dấu hiệu ô nhiễm. Thì cái nguyên nhân gây ra thì nó có hai nguyên nhân chính thôi. Bao giờ có hai nguyên nhân, một là do tự nhiên, hai là do cái hoạt động sản xuất con người. Thì do tự nhiên thì thông thường dùng như nước mà chảy qua các môi trường nước đá và môi trường đó chứa các cái hàm lượng kim loại hay là hàm lượng chất ô nhiễm cao thì nó sẽ hòa tan và kèm theo là đi vào trong nguồn nước. Thì cái đó thì mình không thể tránh được rồi. Cái thứ hai là do các hoạt động sản xuất của con người, thì hoạt động như thế là sản xuất chế biến phân bón hay là này kia thì nó cũng đưa vào trong nguồn nước. Thì theo cái thống kê năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì có khoảng chừng 200.000 mét khối nước thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp và 170.000 mét khối nước từ các bệnh viện, thì trong đó chỉ có 40% là được xử lý nước thôi. Thì cũng có một số cái nghiên cứu của các đồng nghiệp của Pháp và các đồng nghiệp cùng trường đó thì có chỉ ra là tại sông Sài Gòn thì trong nguồn nước và trầm tích có phát hiện ra các cái kim loại nặng, ví dụ như thế là arsen này, cadmium này, chrome này, kẽm, niken, thậm chí cả là thủy ngân nữa. Thì nó tích tụ ở trong cả trầm tích. Thì đặc biệt trong đó cũng cả amoni là cái hàm lượng khá là cao ở trong cái nguồn nước mặt tại Sài Gòn hiện nay. Thì cũng em cũng có tham gia một số cái nghiên cứu cho phong tiện công bố cái tên của cái khu vực đó thì nó nằm trong bí mật. Thì nó cho thấy là có ví dụ như nước ngầm ở một số khu vực có cái dấu hiệu là ô nhiễm từ trên các cái hoạt động sản xuất công nghiệp, vì trong đó là nó cái nguồn gốc từ chì này, cadmium, chrome, kẽm thì xuất phát từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, thì ở cái dân ở khu vực đó mà sử dụng đó, thì họ có cảm giác là ví dụ khi là bị dị ứng trên da, sau đó có phản ánh lên chính quyền địa phương xem xét, thì sau đó lại yêu cầu dân là đóng cửa các cái giếng, không khai thác giếng nữa. Thì rõ ràng là cái hiện tượng ô nhiễm này nó không chỉ nước mặt mà nó còn có xuống nước ngầm. Nếu nước mưa mình lại càng không an toàn, vì nước mưa thì dù sao cũng xuất phát từ mặt đất đi lên. Thành ra nếu mà cái sản phẩm này có thể mà giải quyết được cái việc này thì nó quá là một điều quá là tốt đẹp đối với tất cả mọi người luôn. Thì cái biểu hiện một số cái nghiên cứu em làm thì có những cái biểu hiện trên xin lỗi bác sĩ Giang chút xíu là em nói sơ biểu hiện, tại vì em có làm biểu hiện trên ví dụ mà sử dụng ánh sáng chẳng hạn, thì nó có sơ biểu hiện trên da, ví dụ như sừng giá hóa da, hoặc là biểu hiện như flo trên hình ảnh các bạn chỉ thấy là cái trẻ em những khu vực mà nhiễm nước flo là sử dụng nước cơ này cũng sau 7 năm, tức là sau 7 tuổi là răng của các em là hầu như là bị như vậy hết. Thì đó là mình chưa kiểm tra trên xương thì có thể sẽ bị nếu mà hàm lượng flo rất cao. Thì cái vùng này rất là tội nghiệp, thành ra cái này chi phí khi mà làm nghiên cứu thì em cũng thường bỏ chi phí túi ra làm đó. Thì đó là những cái hình ảnh mà em xin chia sẻ với lại các anh chị và quý vị ở đây. Thì hy vọng là bên chỗ anh Tường và Hoàng có thể đem cái sản phẩm này về Việt Nam, và có thể nói chung là bên cạnh người giàu có thể sử dụng thì những cái vùng quê xa đó có thể được sử dụng nhé. Xin cảm ơn ạ. Cái câu hỏi của anh Tùng là nước sạch như thế nào để sử dụng, thì cái này thì nói ở Việt Nam thì nó đó có quy chuẩn nước sạch, ví dụ nước sử dụng cho vệ sinh ăn uống thì chúng ta có quy chuẩn 01/2009 của Bộ Y tế. Để còn cái nước cho nên là nó có khoảng 109 chỉ tiêu để mà sử dụng cho cơ thể, cho cái mục đích ăn uống sinh hoạt. Nước sạch thì nó đã có quy chuẩn rồi, nếu mà nó đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật thì rất là tốt. Tuy nhiên nó còn phải phù hợp với cơ địa mỗi người. Có nhiều người cho rằng nước sạch là nước được lọc qua hết, không còn gì hết, còn lại nước cất thôi thì được gọi là nước sạch. Liệu là cơ thể mình tiếp nhận nước cất như vậy nó tốt hơn, hay là trong nước dành cho cơ thể phải có thêm những cái chất khác ạ? Thì trở lại lúc nãy thì tôi nói nó quan trọng nhất là phù hợp với bản thân mỗi người. Tuy nhiên với một cái người bình thường thì nước để tốt cho cơ thể thì phải có các cái ion, đặc biệt phải bổ sung cái ion về khoáng chất, vi lượng như là canxi, magie, natri, hoặc là trong các cái chai nước uống của chúng ta ở đây thì họ đều phải có bổ sung thêm một số cái ion anion như là HCO3 trừ hoặc là CO3 2 trừ thì nó mới tốt cho cơ thể. Tuy nhiên thì tôi cũng nói lại là nó phụ thuộc vào
thể trạng của mỗi người để chúng ta có thể sử dụng sản phẩm cho phù hợp. Dạ, câu hỏi cuối cùng trong cái khoảng đầu này tôi muốn dành cho anh Hà đó chính là về thì nước mình đun sôi để nguội từ cái nguồn nước sinh hoạt hàng ngày hay là nước đóng chai thì hai cái loại nước đó đã được xem là nước tiêu chuẩn chưa ạ? Về nước đóng chai thì nó có một ở Việt Nam mình nó có một cái quy chuẩn để sử dụng là nước đóng chai đó là quy chuẩn 06 2010 thì nếu để đạt được cái yêu cầu về kỹ thuật thì nó đã có cái quy chuẩn đó. Về nước uống nước đun sôi thì thật ra đun sôi thì nó chỉ giải quyết được vấn đề là một số cái vi trùng gây bệnh thì các cái ion kim loại là không giải quyết được, ví dụ điển hình cơ bản như là cái ion ở vùng nước nhiễm phèn, nếu các anh chị cứ đun sôi thì các anh chị sẽ thấy rằng là ở cái nước nó sẽ chuyển sang màu đỏ và cái vấn đề ion nó không giải quyết được và nó sẽ tiếp tục làm cho hại cho cơ thể mình. Em làm trong lĩnh vực sản phụ khoa này cũng mười mấy năm rồi. Những cái bà bầu á, thì luôn luôn khi có thai ta sẽ nghĩ là ăn cái gì, uống thuốc bổ sao cho con người ta thông minh nhất, khỏe mạnh nhất, sanh dễ dàng nhất. Tuy nhiên á, thì không thấy bà bầu là ví dụ cho uống thuốc cũng uống được, cho uống nước cũng uống được, tại vì ngén là cái triệu chứng rất là thường gặp ở 3 tháng đầu. Thậm chí có nhiều người ngén đến nỗi mà không uống được một giọt nước luôn. Thì tại sao cơ chế mà có ngén như vậy? Ngén như vậy có nhiều nguyên nhân. Có thể do cái nồng độ bánh nhau nó tăng cái lượng hormone lên cao quá, nhưng mà trong những nguyên nhân mà gây ra người phụ nữ không thể ăn, không thể uống và mệt mỏi, nhức đầu hay mắt chóng mặt đó là người ta mất điện giải. Mất là do một phần là do khi người ta phải cung cấp những ion kiềm, những chất khoáng qua bánh nhau để cho con phát triển. Khi con phát triển thì nó lại phóng thích ra những chất axit, những ion axit trở về cơ thể người mẹ. Do đó khi làm cho cái dịch cần ở cơ thể người mẹ tăng pH và quan trọng nhất là dịch dạ dày. Khi dịch dạ dày tăng, người mẹ sẽ có cảm giác nóng rát, khó chịu vùng xương ức và cứ mắc ói hoài. Và khi ói ra lại mất ion tiết thì nó lại khó chịu cái vòng gọi là vòng luẩn quẩn, đi qua gọi là vòng luẩn quẩn. Thì khi mà ý có nói là mời uống nước, nói cái gì cái sản phẩm này thì cũng đi tìm các nghiên cứu từ tự về y khoa thì luôn luôn nói là phải có evidence based giống như bác Giang nói. Tuy nhiên nghiên cứu về trên phụ nữ mang thai thì khó dữ lắm, nhất là nước ngoài thì nó sẽ được chạm rất nhiều đến y đức. Nhưng mà em mắng thì cũng đọc được một cái nghiên cứu ở chỗ người Nhật, ở ông Watanabe, thì người ta nghiên cứu, người ta cho uống thuốc alkaline này, hỗ trợ uống nước alkaline này trước khi mà người phụ nữ đã mang thai lần. Thì khi uống nước cho người ta nghiên cứu khoảng 3.000 người phụ nữ mang thai, thì người Nhật người ta rất là lo lắng về sức khỏe, nên mỗi khi ăn hoặc uống cái gì đó người ta vẫn phải có bằng chứng, thì người ta thấy giảm rất là nhiều được triệu chứng của người phụ nữ mang thai, và triệu chứng quan trọng nhất là triệu chứng ấm nghén. Tại vì khi người ta cung cấp đủ cái lượng kiềm đủ cung cấp cho con thì người ta sẽ giảm đi cái triệu chứng khó chịu, đau rát vùng thượng vị, giảm ói, thì đủ chất thì ta sẽ giảm nhức đầu,